Tony Lê mới vừa bị lột quần, lột áo, lột lột hết tất cả sạch sẽ trên người. Lột hoài à. Mới lột bên kia 3 tiếng đồng hồ sau bị lột nữa. Mới tới sân bay Đài Loan nè quý vị ơi. Right here. Giờ từ Đài Loan sẽ bắn về Houston, Texas. Hả? C3 right here. This way. Right here, this way. Sau Tết sân bay Đài Loan nó cũng giống que như Joe Biden. Hàng rồng bữa hổm nó tươi lắm, giờ hết Tết thì nó héo queo rồi. Trước khi mà Tết Tony Lê đi đến đây quay hai con rồng quý vị thấy không, nó tươi lắm. Giờ hết Tết nữa héo queo rồi. Người ta chuẩn bị lấy nó xuống rồi. Đứng đây đi, đi vô mua nước uống rồi. Hai chai nước Fiji. Coi coi bao nhiêu một chai. Yeah. Dollar. Dollar. Okay. Yeah. $5. $5 total. Okay. Total. Yeah. Yes. Thank you. $5 hai chai nước nè quý vị. Còn người ta thối mình là bằng cái gì? À người ta thối mình là bằng đô la hơn quá. Tưởng người ta thối mình. Thank you. Hai chai nước $5. Right here. $5 hai chai nước. Cầm đi. Chai nước hiệu $2.50 một chai. Bên Việt Nam tính ra tiền Việt Nam là để coi 2 đồng 6-70. 2 đồng là 50 ngàn, cái kia rưỡi nữa. Khoảng 6-70 ngàn gì đó quý vị.
mua trong cái tiệm Ly Mau đó. Rất rung đây hả? Tony đang đứng ngay chỗ sân bay Đài Loan, mới vừa đáp xuống, giờ vô đây mua hai chai nước suối $5, 2.5 đồng một chai, nước phi trì nhỏ vậy nè. Đây là sân bay Đài Loan đây. Sau lưng quý vị là hai con rồng. Bữa hổm bận về nước Việt Nam thì Tony cũng có quay hai con rồng đó. Bây giờ hai con rồng đó nó vẫn còn nằm bị thịt như vậy, cho dù hôm nay là mùng 9 Tết. Dòng sân bay Đài Loan quý vị xem. Ok, Tony đã lên chuyến bay từ Đài Loan để bay 16 tiếng về Houston, Texas nha quý vị, về nhà của Tony Lê. Thì đây, everybody chuẩn bị, cũng là hãng máy bay EVA. Right here, chuẩn bị cất cánh nha. 16 tiếng đồng hồ, 16 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay mới về lại tới Mỹ từ Đài Loan. Chai nước này ở đây nó bán 2.5 đồng một chai, $2.50 mới mua. Không, trên này người ta cho ăn uống rồi đầy đủ, nhưng mà tại Tony Lê nhiều khi muốn thủ sẵn chai nước trong người để lỡ mình muốn uống lúc nào thì mình uống thôi. Và chuẩn bị cất cánh rời khỏi Đài Loan để hướng tới Houston, Texas, America, nơi Tony Lê sinh sống. Và đây là cái lúc mà máy bay hướng dẫn cho quý vị như thế nào, cách ngồi ra sao, vân vân và vân vân. Tiếp tục ăn, 2 tiếng nữa là về tới thành phố.